Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. Yeah, yeah. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Xanh năm nay xuống trời, anh năm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đến ngày mùng hai có ai đi nhìn mà em ngờ đâu anh mang trầu cao qua nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to tôi chỉ còn đau muốn. Ngày hôm nay là ngày tốt nhất và đẹp nhất của đời người con gái trước khi xuất giá theo chồng. Thì giờ ông ngoại cũng không biết nói gì hơn. Thì coi như là ông ngoại cũng bà ngoại thì chưa có mặt ở đây, nhưng mà thôi ông ngoại thay mặt là được rồi. Thì ông ngoại cũng chúc cho hai con được hạnh phúc trong trăm năm.
sống lâu trăm tuổi y như ông bà ngoại vậy đó, rồi là sinh một bầy con bầy cháu cho hai gia đình, một bên thì có nội, bên thì có ngoại. À, thì coi như là ngày hôm nay là ngày 21 tháng 6 thì gia đình nhà trai người ta cũng chuẩn bị mang những lễ nghi đến để mà xin ông bà ngoại, xin ba mẹ con để cho con về với đó làm dâu con ở trong gia đình. Thì con cũng cố gắng là về sống thật là tốt phận làm con, sống thật là tốt phận làm vợ, đó là để là có một cái hạnh phúc lâu dài trong suốt cuộc đời của con người. Vậy thôi chị, ông ngoại chị có chúc cho con như vậy thôi nha. Hôm nay thì cũng là ngày 21 tháng 6 mà gia đình nhà trai cũng đã để mà thương cháu, để mà đón cháu về để mà làm dâu con trong gia đình. Thì cái đó là cái niềm phấn khởi nhất của gia đình chúng tôi rồi. Không phải còn gì để mà thắc mắc mà từ chối nữa. Anh ra tôi về mình cứ vậy thôi, bây giờ là hai bên chúng ta là đều là gia đình rồi. Thì coi như là cái gì nó cũng mình bỏ hết. Mình nãy làm gì nữa, phải không? Tại vì thôi giờ tất cả những lễ nghi của nhà trai đã mang lên tới đây rồi, thì trước hết là để kính tổ tiên ông bà, xong rồi cũng như trình bày cho hai họ để đón cháu về dưới đó làm dâu con trong gia đình. Thì chuyện đó là gia đình chúng tôi là rất là hoan nghênh rồi đó. Thì thôi giờ mời hai gia đình ngồi để chúng ta...
tình, miền Tây sông nước chốn hữu tình anh đừng làm thương. Anh trai thành đô anh có thương thiệt không? Đừng có dài dòng cho em đầy lòng ngóng chờ mong. Em nơi miền quê có tấm lòng son sắt thật thà, đừng đem dối trá em thương quá rồi lại đi xa. Sao cứ dài dòng, mẹ nói là em tới tuổi lấy chồng, anh không mau hôn thì đừng trách con đò sang sông. Thiệt thà có chiếc xuồng ba lá kia.
xỉn hả mày đưa đây tao ca. Miền Tây là hớt sảy đất đai tao bao la. Bắt nhạc chữ tình hay là cha 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 tao nhảy sập sình né ra xa xa. Mà sao nói tới nói lui nói hoài nói quỷ nói dai nói dài mà mày chưa bật nhạc. Nhanh nhanh giùm tao đừng làm tao lóng. Tao lóng tao lên là bay hơi mệt. Tao lóng tao lên tao quậy bay giờ. Sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiểu dạng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiểu dạng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo.
thấy đâu bao mùa trăng không thấy cao trầu. Em mong chờ câu anh hứa mai này qua đón em mừng dâu. Rồi từng đêm lén nhìn nhau trao vài câu hỏi hàng ấm nồng. Chẳng cần nhung gấm giàu sang thiếu gì đâu nơi anh tấm lòng. Đồng bằng sông nước mình ai đâu có thua xa gì phố đô thành. Coi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa da dâu về nhà xin má đúc con dâu. Em thương với anh mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tâm thân sẽ trao về người trân quý trái tim em son vàng. Nắm lấy níu tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi. Như có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa da dâu về nhà xin má đúc con dâu. Em thương với anh mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tâm thân sẽ trao về người trân quý trái tim em son vàng. Nắm lấy níu tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi cao. Anh ơi nắng mưa da dâu về nhà xin má kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành
lấy kèn dù lo măng ăn không là tiêu, anh em chỉ cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về khách tình trăm năm. Từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu, yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi găng lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, cày bên em luôn luôn có anh, thề một câu khi yêu là cười. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về khách tình trăm năm. Không có nhiều không phải dễ, chỉ cần gặp đầu anh luôn luôn cho phải lễ. Ba con lối sớm họ bảo em tai ghế, một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy, vậy đi, vậy đi nè, vậy ăn cái gì cho nó. Rồi mình lấn xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca, hay bên nhà cất thông gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá, ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ra. Giang Nam giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, cụ thể giao bái đêm nay ta say ta bái. Thank you.
gì thì chị chúc hai em là trăm năm hạnh phúc, luôn luôn mãi mãi bên nhau thì đến răng long đầu bạc con đàn cháu đóng sau này ha. Hôm nay là ngày vui của cháu tôi, rồi cháu tôi là cháu Bình Phước đó, là cháu thân với con gái út tôi, còn cháu ruột ở đây là cháu trai. Thì tôi tới đây tôi cũng cầu chúc hạnh phúc cho cháu, trăm năm hạnh phúc. Rồi chúc tất cả bà con ở đàn trai đàn gái và dạng sự như ý, sang năm mới mình thành đạt mới. Rồi chúc cháu đầu năm một cháu, cuối năm một cháu, hai được rồi. Dạ, cảm ơn bà nhiều. Rồi chúc tất cả bà con mình dự tiệc hôm nay dồi dào sức khỏe. Bây giờ là tất cả những là sự việc là mừng cho hai con đã xong hết rồi. Thì bây giờ bà ngoại cũng đi rồi, bây giờ ông ngoại chúc cho hai con được năm hạnh phúc. Rồi ngày mốt là về thăm gia đình nha. Rồi. Rồi. Mà về nha.